Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay là cũng một ngày nữa mình cũng sẽ nấu cho gia đình mình ăn một bữa cơm chiều rất là đạm bạc và cũng rất là dễ làm. Thì hôm nay mình có mua được là cá phèn nha mấy bạn. Thì hôm nay mình mua được vài con cá phèn thì mình sẽ làm món là cá phèn kho tiêu và ớt. Đây mấy bạn nhìn thấy cái dĩa cá phèn của mình cũng khá là bắt mắt và mùi thơm nó cũng cực kỳ là thơm luôn nha. Và kế tiếp đó mình sẽ cùng chế biến một món nữa là cá phèn chiên ăn kèm với đậu gồng mình luộc nha mấy bạn. Thì bạn nhìn thấy cái dĩa cá phèn của mình thì cũng thấy là rất là ngon. Và cái đó mình sẽ ăn kèm chung với cơm nóng nha mấy bạn. Mình ở đây có một chén cơm nóng khá là thơm mùi cơm mới ha, đem ra luôn á mấy bạn ơi. Và kế tiếp đó mình cũng có là một chén nước mắm nha. Hôm nay mình sẽ ăn mắm nước mắm chăm và dầm ớt vào, tại vì hôm nay mình không thích ăn nước mắm chua ngọt. Bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng nhà ăn cơm với mình và cùng sang cái vào căn bếp để xem mình chế biến cái món là cá phèn kho tiêu như thế nào nha mấy bạn. Thì bây giờ mình mời mấy bạn và cô chú anh chị em cùng vào bếp để ra chế biến cái phần cá phèn kho tiêu với mình nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình mua được vài con cá phèn nha mấy bạn. Thì ở đây mình có được là 5 con cá phèn. Thì cá này mình mua con cỡ bi lớn thì mình mua là 120.000 một ký nha. Thì 5 con cá phèn này là mình mua là 60.000 đó mấy bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món là cá phèn kho tiêu. Thì ở đây mình có cá phèn nha. Mấy bạn nhìn thấy hôm nay mình mua cá nó rất là ngon luôn. Nè, bạn nhìn thấy con nào con nấy nó có trứng khá là ngon luôn mấy bạn ơi. Trứng quá trời trứng luôn nè. Khá là ngon luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món là cá phèn kho tiêu nha mấy bạn. Mấy bạn vào bếp cùng chế biến với mình nha. Và bây giờ mình sẽ ướp cái phần cá này để mình kho nha mấy bạn. Và bây giờ trong khi kho là mình sẽ để lại hai con để nó một lát nữa mình sẽ làm mình sẽ chiên đó. Và bây giờ mình sẽ ướp vào đây một ít nước màu nha. Giờ mình sẽ ướp vào đây một ít đường tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình thôi mấy bạn, tùy theo mấy bạn thích ăn ngọt hay ăn lạt thôi. Mình sẽ ướp vào đây một ít đường. Cá kho này mình sẽ để hơi đường hơi nhiều một tí chứ nó sẽ con cá của mình nó sẽ ngon hơn. Giờ mình sẽ để vào đây một ít bột ngọt thôi nha. Và bây giờ mình sẽ để vào đây một ít tiêu. Và bây giờ mình sẽ làm cho con cá nó thấm. Mình sẽ chà như thế này cho con cá nó thấm cái gia vị vào. Trong khi mình ướp như thế này rồi em sẽ để vào đây một ít nước mắm. Một ít nước mắm thôi, có khoảng chừng một muỗng canh thôi. Và bây giờ mình sẽ để như thế này cho con cá của mình nó thấm dần có khoảng chừng 10 phút 20 phút thôi mấy bạn. Thì mình sẽ đem kho. Vậy như thế này mình sẽ để một lát nữa mình sẽ kho nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã bắt cái chảo lên để mình sẽ kho cá nha mấy bạn. Thì trước tiên mình kho cá, mình sẽ để vào đây một ít dầu nha. Mình sẽ để vào đây một ít dầu. Và bây giờ mình sẽ chờ cho cái dầu của mình nó nóng lên nha mấy bạn. Và cái cá của mình nè, mình đã ướp được 20 phút rồi mấy bạn nhìn thấy cá của mình nó ngon như thế này nha. Vậy bây giờ mình sẽ để vào đây một tỏi băm. Mình sẽ để thêm vào đây một ít tỏi băm nha các bạn cho nó thơm nha.
Vậy bây giờ mình chờ cho cái tỏi của mình nó vàng lên, mình nghĩ để cá vào nha mấy bạn. Chiều rồi mấy bạn ơi, cho nên mình quay không có được rõ nha. Có gì sơ sót không mấy bạn thông cảm cho mình nha. Vậy bây giờ cái tỏi của mình nó cũng đã thơm nè mấy bạn, nó đã thơm và đã vàng rồi. Mình sẽ để hết cái phần cá nó vào nha. Mình để cá vào, mình để cái lửa cho nó hơi vương vương nha mấy bạn, cho nó thấm những cái nước sốt này vào cái con cá đi, rồi mình sẽ chế vào đây một miếng nước. Và bây giờ mình sẽ chở cá lại nha. Và bây giờ mình sẽ chờ cho cái nước sốt của nó cạn lại đi, rồi mình sẽ để vào đây một miếng nước nha mấy bạn. Vậy như thế này thì mình sẽ để cái phần nước mà hồi nãy nó còn dính trong cái dĩa, mình sẽ chán cái miếng cái phần này cho nó đường muối gia vị bột niêm bột đồ cho nó thấm dần vào cá cho nó đậm đà nha. Rồi. Vậy như thế thì mình thấy cái nước, cái phần nước này nó chưa có được ngập con cá, thì mình sẽ để thêm vào đây một miếng nước cho nó ngập con cá nha mấy bạn. Khi mình để nước vào thì mình cho lửa hơi lớn một tí nha. Vậy như thế này thì mình chờ cho cái phần nước sốt này nó cạn sệt lại vừa cái cái và vừa nước thì mình sẽ tắt bếp nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần cá của mình thôi như thế này là được rồi nha. Vậy thì mình sẽ để vào đây ít lát hành nha mấy bạn. Thì hôm nay mình hết hành lá rồi, mình sẽ để vào đây ít miếng hành củ, hành tím. Và cái tiếp đó mình sẽ để vào đây vài trái ớt trang trí cho nó đẹp cái phần cá của mình lên. Vậy bây giờ như thế này là mình đã được cái nồi cá là cá phẹn kho tiêu rồi nha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để dọn cái phần cá này ra và mình cùng ăn cơm nha mấy bạn. Thì các bạn ơi, mình cũng đã làm xong cái món cá phèn kho tiêu của mình rồi nha. Mấy bạn nhìn thấy cái dĩa cá phèn của mình cũng khá là bắt mắt và mùi thơm cực kỳ thơm luôn. Nếu như mình kho cá mình để vào đây vài trái ớt thì cái mùi cá của mình nó không còn tanh nữa nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình xin mời cô chú anh chị em cùng ăn cơm với mình nha. Và nếu như trong những cái video mình có cái gì sai sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm cho mình. Và bữa cơm chiều hôm nay mình cũng ăn kèm với là cá phèn chiên, ăn kèm với đậu gồng luộc nha mấy bạn. Và đến đây mình cũng xin chúc cô chú anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và cô chú anh chị em có câu hỏi gì thì nhớ comment ở dưới mình sẽ trả lời nha. Và mình cũng mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video lần sau. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.